Chào mọi người. Rất nhiều người thì hay nói là gì? Là nhà có trẻ con mà nuôi chó, lông chó nó bay ấy, thì nó làm cho trẻ con bị ho. Cái này này kia. Cái đó thì ở cái thực tế là mình thấy là nó không đúng đâu. Nha. Bởi vì sao? Đây như con của mình đây. Từ bé ở nhà mà cháu nó không có ảnh hưởng cái gì, ho hiếc gì cả, không có. Cho nên là như thế là thể hiện cái gì, là thể hiện là từ trước đến giờ là mọi người toàn đổ oan cho chó với lại mèo thôi. Mọi người đổ oan cho chó với mèo là bố mẹ thì chăm con thì nhiều khi là để con là nó bị lạnh, nó bị lạnh cổ hay là nó bị lạnh cái phần ngực và nó bị ho hay là nó bị chảy nước mũi thì lại đổ oan cho mấy con chó là bởi vì thấy nhà nuôi chó. Chứ còn thực ra ấy, là giả sử như con nhà mình đây, khi mà đã nuôi chó ấy, là chắc chắn sẽ không tránh được cái việc, không bao giờ tránh được cái việc là nó có lông nó bám vào quần áo hay là lông nó bám vào cả cái khăn này, cái khăn để lau mũi của con này nha. Sẽ không bao giờ tránh được cái việc đấy đâu mọi người. Nhưng hay là lông dính ở trong quần áo, dính ở trong người. Nhưng mà ấy là nó chỉ có một lần hoặc là hai lần thôi. Đầu là nó có thể nó hắt hơi một tí hay là nó dính ở trong người ấy, thì một hai lần đầu nó có thể nó gây ngứa, nổi mẩn, tịt. Nhưng nó chỉ một tí thôi. Sau đấy là nó sẽ quen với cái việc đấy. Chứ còn ở trong người của như con mình ấy, mà trong quần áo của nó thì cái chuyện mà nó có dính một hai sợi lông ở cổ với lại này kia nó là cái chuyện bình thường, nhưng mà nó cũng đâu có ngứa, không ngứa và không có ho, đó là cái chuyện thực tế. Thành ra là với các bạn mà cứ nhất quyết mà các bạn có một cái ý định là các bạn giữ nguyên cái suy nghĩ là nhà có trẻ con mà nuôi chó mà nó bị ho thì các bạn hãy suy nghĩ lại nhé. Bởi vì cái đấy là có thể nó là một cái sự trùng hợp hoặc là gì, người ta nói là có trẻ con là nó bị ho là đúng, nhưng mà nó chỉ là hắt hơi của cái lần đầu tiên mà nó chưa quen, lần đầu tiên hoặc lần thứ hai và nó rất là nhẹ thôi, chứ nó không có phải là nó gây ho hay là nó gây thế này thế kia. Còn tất nhiên là khi mà có trẻ con là chúng ta phải giữ cho nó sạch để tránh tối đa cái việc mà nó có lông nó bám vào, còn cái việc mà để chúng ta đảm bảo 100% thì chắc chắn là sẽ không có được. Còn như con nhà mình đây là cái chuyện nó dính lông là cái chuyện thường ngày, dính lông ở trên người, trên quần áo nó là cái chuyện thường ngày, nhưng mà nó có một cái sự gọi là thích nghi, nó có một cái sự thích nghi. Và những cái đợt thay đổi thời tiết như cái đợt này là cháu là hoàn toàn là cái về cái đường thở của cháu là hoàn toàn bình thường, có thể con người khác có thể xù xì. Bởi vì con nhà mình là đẻ mổ, mà đẻ mổ là thường nó hay bị xù xì. Nhưng mà đấy, đây là cái thực tế nhé. Thực tế là con nhà mình từ lúc đẻ ra đến bây giờ là nó không có hề bị sụp xịt bất kỳ một lần nào. Mà sơ sinh một cái này, cháu ở đây là cho cháu lên chơi rồi, và nhà nuôi chó thì không tránh được cái việc quần áo bố mẹ dính lông chó, rồi là bế con không thể tránh được. Con nhảy đó, và nó có một cái lợi khi mà nuôi chó là như thế này. Khi trẻ con ấy, như con nhà mình này, thực tế nha mọi người nhé, là từ cái lúc mà mang bầu, trong bụng bầu thì trẻ con nó đã biết rồi, nó đã cảm nhận âm thanh rồi nhá, thì nó đã nghe quen với những cái tiếng chó sủa rồi. Thì khi mà con đẻ con ra ấy, là con ngủ thì cái tiếng chó sủa là con không bị giật mình đâu, trừ phi là cái con nào nó sủa thật là to và nó sủa vô cùng bất ngờ thì nó mới giật mình. Nhưng ít khi nó giật mình lắm, có thể chó sủa nghe nha nha, nếu mà như bình thường thì có thể trẻ con hàng xóm cũng giật mình, nhưng mà ở trong nhà nó không giật mình, nó giật mình với âm thanh khác thôi, nó quen tiếng chó sủa, cái việc đấy là với nó là việc bình thường đó. Thành ra là sợ nó giật mình cũng không có gì để sợ cả.
Còn đấy là chia sẻ với mọi người cái mà mọi người hay thắc mắc nhất là nhà có trẻ con nuôi chó thì cái lông chó nó làm cho trẻ nó bị ho hay là nó bị hô hấp này kia, thì đó là người ta cũng nói nó gọi là nó bị quá lên hoặc là đổ oan cho con chó. Chứ còn cái tác dụng của nó là nó làm cho trẻ coi như là nó một cách là rèn luyện cho trẻ nó thích nghi với này cái môi trường. Mọi người có thể hiểu như vậy. Như con nhà mình mà nói đây thì mọi người có thể thấy là như ở cái giai đoạn này, là cái đợt này thay đổi thời tiết liên tục này, mình khẳng định với mọi người chắc chắn là trẻ con sơ sinh là sẽ rất rất nhiều trẻ là nó bị phế quản rồi này kia, nghĩa là nó bị về cái đường hô hấp. Như con nhà mình thì nó không bị đó. Đó là bởi vì sao? Bởi vì nó có được cái sự rèn luyện, nó khỏe lên, nó khỏe nhanh hơn là những đứa trẻ khác, kể cả là những đứa đẻ thường nhé mọi người nhé. Đẻ thường mà thời tiết như này có thể chúng nó cũng bị hô hấp bị này kia sụt xịt này, có chuyện thường. Như con nhà mình là bây giờ 2 tháng, là gần 2 tháng rồi. Con nhà là từ lúc đẻ ra đến bây giờ là chưa từng có bao giờ bị sụt xịt như nào. Chỉ có hôm đầu tiên từ viện mà về nhà là nó có cái kích ứng lần đầu với lông chó bay trong không khí này, chắc chắn là có rồi. Thì nó hắt hơi vài cái thế thôi. Trong ngày đầu tiên nó hắt hơi vài cái, nói chung không đáng kể, nó không thể tạo ra theo kiểu ho hay là gì được. Và sau đấy là thôi, nó ok, thoải mái. Anh xin lên đó. Mà đây là thôi, đừng qua trực trực nhìn vào chị rồi thở vào. Thở vào rồi mất công là chị lại phải hít thở cái mùi thở ra của Messi à. Nhìn chị nắm đấm, chị nắm sẵn rồi này. Cần thiết là chị đạp bụp 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 luôn. Nhìn thôi. Chị muốn cáu rồi đi nhá. Messi phải nhìn về đằng trước, không được nhìn về phía chị. Bởi vì sao? Nếu mà nhìn về phía chị ấy là thở vào là chị phải hít, mà chị không thích hít cái mùi đâu. Dù là miệng của Messi là rất là thơm, chứ không có cái mùi gì khó ngửi cả, nhưng chị không thích cái mùi đó. Toàn mùi đồ ăn, toàn mùi cắn thôi. Đó, không hôi đâu, nhưng mà chị không thích mùi đó. Phải để cho chị được thở cái không khí trong lành nhé. Ok. Đó, thì chia sẻ với mọi người một cái thực tế là phải nhìn nhận cho nó đúng cái ảnh hưởng của cái lông chó đến trẻ con. Là một, nó không phải là cái tác dụng của nó cái tác dụng của nó, thậm chí nó là nó có cái tác dụng, nó mang tính chất như kiểu vaccine đấy mọi người. Theo cái kiểu nó như là như bây giờ chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta có cái vaccine đấy, đang dịch bệnh này, thì không quay mặt, không đứng thở vào ngắt chị. Thì cái lông chó nuôi trong nhà nó như là cái việc là chích vaccine ấy, là nó tạo một cái mang cái tính chất là rèn luyện để nó tránh được các bệnh đấy, chứ không phải là hít vào mà nó rồi nó yếu hô hấp rồi nó thế này nó thế kia, không phải như vậy đâu. Là cái đấy là chia sẻ mọi người, và đây là thực tế đấy, chứ không phải là gì đó. Cứ thở mà chị yêu chị quá, yêu chị quá, cứ thở chị thêm đây này. Nhìn chị nắm đấm chị dơ ra rồi này đấy, nghe thấy chưa đấy. Messi lên đây, không có ngồi đây nữa, ngồi đây cứ thở mà chị ngồi đây, nhìn về đằng trước, nhìn về đằng, nhìn máy quay, nhìn kia. Ok. Chị Đại Tuệ Mẫn và đàn em Messi xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người ai mà có thực tế nhá, thực tế mà nhà có trẻ
và đồng thời có nuôi chó thì mọi người cũng chia sẻ qua bình luận nhá, chứ không một mình nói thì nhiều khi là có nhiều người lại bảo là thế này thế kia. Nếu mà có những cái người mà cũng cùng nuôi chó ở trong nhà, nuôi chó ở trong nhà và đồng thời là cũng có nhà cũng có em bé cũng ở cùng trong nhà, thì mọi người cũng chia sẻ qua bình luận để những người khác biết, để mà gì, để mà không phải quá là gì về cái vấn đề nữa. Ok nha. Và thực tế nha, và thực tế ở nhà mình ấy là về cái đường hô hấp của em bé còn khỏe hơn cả là các bạn nhà không nuôi chó nhá. Ok, Trời Mẫn xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye. Đây, để bố bế con, cho con ngồi đi. Con 2 tháng là con bắt đầu con muốn ngồi. Không, đừng liếm. Đã bảo không được liếm rồi. Liếm chị mới tắm xong, không liếm chị. Bây giờ chỉ có hít chân này. Hít này. Đấy, con hôn chân chị thì hôn, không. Không được liếm tay chị, với không được liếm đầu chị cáu. Ok, xin chào tất cả mọi người.